Vệ sinh sạch sẽ, bây giờ chúng ta sẽ phơi nắng cho nó khô các bạn, rồi sau đó mình sẽ sơn lại toàn bộ chiếc này, sẽ gáp vô từng món và nói bình luận cho anh em nghe. Đây, hiện giờ mình sẽ phơi nắng đợi cho nó khô. Đây là những thành phần của để gáp lại thành một chiếc cẩu các bạn.
Đây là toàn bộ những bộ phận để gáp thành một chiếc cần cẩu các bạn. Như đây là cabin nè, này là những bộ phận cánh cửa. Còn bên đây là những cái bô ly này là kéo ống chỉ nè các bạn, kéo cần. Cái bô ly này là để nâng cần hạ cần. Đây là những cái bô ly nhỏ nhỏ đựng chèn vô những cái gõ ghẻ ha. Còn này là cái con bọ nè. Đây là cái nhông đựng quay cái to các bạn. Đây là cái cần mình mới vừa rửa xong. Cái cabin này còn lên chỉ nữa, tại vì mới sơn có màu trắng à. Mình sẽ gáp cái khung sườn vô trước rồi mình sẽ sơn cái cabin lên sau rồi gáp cái cabin sau. Đây là con bọ. Con bọ để giữ thăng bằng cho cái quay to các bạn. Hai con, hai cặp. Đây là cái này là cái gì mình cũng không biết, mình không có gành, mình sẽ cẩu. Đây là những cái nhông đựng kéo những cái ống chỉ nha. Đây là dây sên. Chiếc này là full kim loại. Đây, còn đây là cái bộ phận mà thân nền được gắn bánh xe với quay to vô. Còn hai cái này là hai cái kêu bằng cái gì mình cũng không biết luôn mà để gắn bánh xe vô. Đây nè, đây là dây xích nè. Còn đây là cái nền có những lỗ ốc đựng mình bắt vô. Còn phía bên đây là cái này là cái nền nha bạn. Cái nền đựng quay to á. Cái này nó sẽ nè. Đây là 5 cái mâm. Cái này sẽ trồng lên đây. Rồi tới cái miếng mặt đạn. Miếng mặt đạn để lên. Xong mới để miếng bạc này lên nữa. Xong rồi mới trồng thêm một miếng này nữa. Vậy là nó mới thành một cái quay to các bạn. Đó. Chút xíu nữa mình sẽ gáp vô hết. Còn đây là 5 cái motor. Cái motor này để xây cái quay to nè. Còn này để kéo gào nè. Cái này để cũng kéo gào luôn. Còn cái này là bên cái kéo cần nâng cần á. Đây còn đây là cái cặp cái gào đây. Còn hai miếng này là của cái hành lang mình chưa có sơn lại. Mình gáp xong cái máy, cái này là mấy cái phụ tùng ở ngoài thôi, mình gáp xong mình sẽ sơn mấy đó sau. Với thêm một số ốc vít, đây là những ốc nè, này là ốc toàn inox không ha. Hôm nay mình sẽ gáp và quay video tua nhanh để cho anh em xem hết toàn bộ cảnh luôn.